Đây, nói thế nào? Wow, bôi trơn khá nhiều, nhưng mới chạm thấy bôi trơn nhiều rồi. Mà cũng khá là mỏng luôn nha. Nè, ha. Mà khá là to nha. Cái này là size này hơi to đó bạn. Không biết là men xíu như thế nào mà khá là mỏng. Chứ bôi trơn nhiều mà khá là to xíu. Ok, giờ mình sẽ thử và mình trả lời các bạn một sao nha. Hello cả nhà, xin chào cả nhà đã quay lại kênh review của mình nha. Tiếp tục về series những cái đồ liên quan tới sinh hoạt vợ chồng mà, thì cái dòng bao su mình review trước là của chuyên của Mỹ, thì ngoài cái dòng đó thì sẽ còn một dòng cũng khá nổi tiếng nữa, đó là dòng bao su Lifestyle. Thì Lifestyle này nhiều bạn sẽ biết thương hiệu này, tại vì thương hiệu Skin Elite đó, nó cũng là của Lifestyle, nhưng mình không rõ, nhưng mà thấy cũng là Lifestyle Skin Elite. Thì cái dòng Lifestyle này không biết sẽ khác gì dòng Skin không, thì mình sẽ review thử các bạn xem nha. Bao cao su Lifestyle Ultra CCT nè, coi ấn tượng nha. Các bạn đây nha, cảnh cái hộp Lifestyle, bao cao su Lifestyle CCT với mình nha. Đây, mình cảnh cho các bạn xem nha. Đây, đây. Đó. Thì đây là cái dòng Natural Feeling. Đó. Và này là 40k bạn nha. Đó, loại có chất bôi trơn nè bạn, cao cấp nữa thấy không? Rồi bao su cao cấp luôn đó, rút riêng à, ok nè, mặt xa bạn nè, à, latex for hydrated ultra lit thin and strong, à, vẫn cao dữ dội ha, tại tiếng Anh không, ultra city này sản phẩm của Ấn Độ mà nha, nhưng mà nhà Mỹ, thương hiệu của Mỹ làm Ấn Độ nè, cũng ở Thái Lan mà phải không nè, em Ấn Độ mà nghĩ là sản xuất ở Thái Lan, đúng là lại ngầu biết đâu lần của Ấn Độ Thái Lan. Ok, giờ mình sẽ khui bạn xem nha, đây một hộp để tới 40 cái rồi các bạn, rất là nhiều ha. Đây, mình sẽ khui bạn xem, bạn nào muốn mua mình để link dưới nha, thì mình sẽ bán lẻ chứ một hộp thì khá là căng. Đây, mở nào. Đây, mở ra coi. Đó, thấy chưa, quá trời luôn nè bạn, nhìn nè, đó, quá trời luôn, giống xà bồng vậy đó, 2, 4, 6, 6 cái hả, 6 cái với này nhiều, 6 luôn nè, là 24, 24 và 30, 36 và đây là 4 cái lẻ nè bạn, này không, là 40 cái, đúng luôn ha. Bây giờ mình sẽ khui cho bạn xem, khui thử ra đây em, bật đây hai cái này bạn, có mặt sau này không, có ghi thông tin luôn nè, là gì, là Tết Ấn Độ Indian nè, nhưng mà ở đây ghi là công ty ở Thái Lan không biết đâu một lần ha. Đây, Lifestyle Ultra CCT một cái kingdom. Ok, bây giờ mình sẽ khui bạn xem ha, việc này mình sẽ xé một cái đi đó, rồi nhìn vô khá là mỏng đấy, giờ mình sẽ bạn xem thử nha. Đây, mở thế nào, wow, bôi trơn khá nhiều, nhưng mới chạm thấy bôi trơn nhiều rồi, mà cũng khá là mỏng luôn nha, nè, ha, và khá là to nha, cái này là size này hơi to đó bạn, không biết là men xíu như thế nào mà khá là mỏng, chứ bôi trơn nhiều mà khá là to xíu. Ok, giờ mình sẽ thử và mình trả lời các bạn một sao nha. Cũng mua giúp cho bạn Hà các bạn nha, khá là good đấy, to đấy bạn. Ok nha. Ok các bạn, thì bạn đã review xong cái dòng bao cao su Lifestyle này nha. Thì mình sẽ có xíu nhận xét về dòng bao su này bạn nha. Đây nè. Đó. Thì bao su này á, một thương hiệu gọi là cái công ty mẹ của cái hãng Skin luôn. Thì cái đấy chia ra hai cái, thì Skin là cái dòng mà bao su mà nó gọi là nó có cách mạng về cái chất liệu bao su, tạo ra một cái gọi bao su riêng. Đó, không có dùng mà mẫu xưa truyền thống này, còn cái dòng này là cái dòng truyền thống trước giờ luôn nha, rất là lâu đời luôn, từ năm 9 đến 5 rồi nha, rất là lâu đời luôn. Còn cái dòng Skin là sau này của nó, thì cái dòng này đó nó sẽ hơi giống như cái dòng mà của mình đó, nhưng mà được cái là sao nó thiết kế kiểu như là đơn giản như truyền thống trước giờ, tức là suông thẳng, không có cầu kỳ, không có chấm thiết kế những cái dòng chấm bi này nọ đó, nên mang cảm giác các bạn sẽ rất là thoải mái và cũng có bôi trơn khá là ok. Nói chung thì cái dòng bao su này mình đánh giá là ở mức là khá đến tốt luôn nha,
nó khoảng có tầm 8 điểm đó, là giá ok nè, không mắc lắm, rồi cho trải nghiệm các bạn thoải mái nè, cũng có mỏng nè nha đó, để các bạn có thể độ feeling tốt nè hai bên đó, rồi có bôi trên để các bạn có thể thoải mái quan hệ hơn. Nói chung là rất là good nha, là mình cũng nghĩ là công bố rẻ không nha đó, mình là muốn thử thì cứ vào shopping mình để nha, lifestyle. Thì nếu mà hàng skin được 10 điểm thì hàng này cũng phải được cỡ 8.5. Tại skin thì quá tuyệt vời, nó là cách mạng cho bao su luôn nha. Và nó là hàng skin là đi đầu cách mạng bao su luôn. Mấy hàng Xiaomi với hàng OK cũng bằng, nên về chất liệu rất là tốt luôn. Rồi, bạn nào muốn mua về đi shopee nha, lifestyle, good các bạn nha. Ok nha, đây nhà cạnh cái bao cao su của hãng Lifestyle này bạn nha, thấy không? Thiết kế rất trơn mượt và cái đầu này thấy không? Khá là thoải mái, các bạn có thể đeo vô rất là ok ha. Và nó sẽ bó cái phần cuối thấy không? Đó, nó là cái đầu rất là to để các bạn có thể mang vô trồng thoải mái, và phần cuối sẽ bó lại. Phần đầu rất là to để các bạn có thể hành xử thoải mái, không bị dứt bận này nọ. Đó, ok ha.